Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình quay lại cái video này để chia sẻ cách chiên khoai tây và khoai lang giòn, thơm ngon. Cái món này làm rất đơn giản và phù hợp với anh em nào uống bia, uống rượu để ăn công cũng ngon. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng xem video nhé. Trước tiên thì mình phải gọt khoai rồi. Đây mình sẽ gọt cả khoai lang và khoai tây. Sau đó mình... Thank you.
khoai tây và khoai lang nó đều giòn và ăn rất là ngon. Thôi, video đến đây đã kết thúc rồi. Quý vị nếu cảm thấy video hữu ích thì mong quý vị hãy đăng ký kênh để ủng hộ miễn phí nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.